Dùng bố ba. Ba Đũ. Không hiểu chuyện gì vừa xảy ra với Ba Đũ. Không hiểu. Không biết là thanh niên dạo này đi chơi khuya nhiều hay sao mà lại trùng chân. Trước trận đấu thì anh Nhiên có gặp Ba Đũ và nói rằng là dạo này có bạn gái nên là thời gian giờ giấc nó cũng khác người khác. Và đó là tác hại của việc đi chơi bạn gái quá 180 phút.